Khu dân cư Phúc Giang này nó thuộc ấp 3, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đi thẳng khoảng 200m bên kia là cầu Long Kim, thì qua bên kia là của Bến Lức. Bà con mình đi theo Văn Thanh nha. Người ta gửi là 900 triệu. Bây giờ Văn Thanh sẽ đi vô T6 trước nha. Vô T6. Đây, đến đây bà con mình sẽ gặp cái công viên này. Đi tới cái ngã tư đầu tiên, rẽ vào đó là lô T6. Còn đi tới ngã tư cuối cùng là rẽ vào là K10 và K12. Bây giờ mình sẽ rẽ bên tay trái vào đường số 1 để mình vào đường khu T6 nha. Đây mình là đường số 1. Rẽ vào đường số 1 nha, phải rẽ vào đường số 1. Còn đây là nãy mình đang chạy là đường số 6. Đó, một lát mình đi ra lại. Bây giờ bà con mình đi vô T6. T6 này bề ngang của nó là 4m, bề sâu nó 27m, 100m2 đất thổ cư sổ hồng riêng. Chủ đang gửi là 900 triệu. Nằm ở hướng đông. Bên tay trái mình nha, đây T6 nằm bên tay trái mình. Đây, trên sơ đồ T6 nằm đây nha, nó gần tới cái ngã ba này luôn. Của mình đây là T6. Diện tích của mình là 4 x 27m. Tổng diện tích của mình là 100m2. Đất thổ cư, sổ hồng riêng, công chứng liền. Ở đây là khu dân cư Phúc Giang, ấp 3, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Lô T6 này chủ đang gửi Văn Thanh là 900 triệu. Nó nằm ở hướng đông, hướng mặt trời mọc nha. 900 triệu tương đương. Ở đây thì khu dân cư này đã có tỷ lệ 100%. Phân lô xong ha. Đây là đường số 1, nó nằm ở lô T6. Một lát nữa Văn Thanh sẽ chạy qua bên kia, nó song song với đường này luôn. Nó nằm ở lô K10 và K12 để quay cho bà con mình tiếp nha. Chào bà con. Rồi xong, bây giờ Văn Thanh sẽ đi ra ngoài. Đi ra lại ở ngã tư, mình sẽ chạy xuống lô K10 và K12. Chạy ngược ra lại nha. Đây mình sẽ gặp cái công viên này. Đây, gặp công viên. Mình đi theo cái đường số 6 hồi nãy nè. Đây, đi thẳng tới cuối đường. Đi theo con đường số 6 này nha, đi tới cuối đường. Rồi, tới cuối đường này. Rẽ trái nha. Để trái là đi qua lô K, bên tay trái mình luôn. Đây, qua đây là lô K, K10 và K12. Đây, bên đây, K10 và K12. Đây nha bà con, K10 và K12 nằm đây. Cũng là hướng đông luôn. Một lô người ta gửi là 900, một lô người ta gửi là 950 nha. Ba lô này tất cả đều thương lượng hết. Ai có nhu cầu một thương lượng thì alo cho Thanh Cò. Số điện thoại là 078 666 8368. Rồi, xin chào tất cả bà con.